Thì bây giờ nó làm, tôi làm cho nó thông nè, bây giờ bóp lại rồi rồi kia. Nè, ok, tao thế nào? Tao bao lâu rồi? Đúng rồi, mọi người nhìn này này. Ở bên này nó không xinh, này xinh nè. Thấy không? Đây nè, đúng không? Em có thấy xinh không? Nè, mọi người thấy sưng lên không? Thì thường thường á, là sưng cái này lên á, cô này bị 60 tháng rồi, thì là do cái mạch máu á, nó cũng bị ứ động lên nè. Bây giờ kẹp nách lên, kẹp nách lại, rồi kẹp cái này lên nè. Thì khi kẹp này ra, thì ta chỉ đẩy gì? Nè, khi kẹp nách này, kẹp này lại, nó gọi là gì? Là khóa, thì tôi đẩy ra. Nè, tôi đẩy cái mạch máu này. Rồi khi đẩy mạch máu xong á, là tôi bỏ cái bên ra lại nè. Rồi tôi đẩy không. Nè, tôi đẩy không. Rồi khi mà tôi đẩy không này kia là mọi người nhìn nè, thấy nó bớt sưng không? Nè, chưa, làm tiếp. Máu nó bị tắc. Nó tắc ngay cái bên này nè. Này này nè. Đau nè, đau thấu địa luôn. Đó, rồi, hả? Rên. Đây. Có phải bị đau thì mà tê tăng. Tê tái. Máu không sao được. Thì bây giờ nó làm, tôi làm cho nó thông nè. Bây giờ bóp lại rồi kia. Rồi. Im liền. Thấy cái liền. Mình thấy rõ ràng cái mạch máu nó bị tắc. Mà khi tắc ấy, là nó phù lên. Thấy không? Hồi nãy cái mạch máu nó sưng phù lên á. Đó, rồi bây giờ mình chặn ra. Thì mà là mình khóa. Rồi mình mở ra là mở. Khi mình đẩy cái mạch máu về chịu khó vuốt. Nè, vuốt cái đó. Rồi em kẹp bên. Kẹp bên em vuốt cái vô. Thả bên ra, vuốt cái vô. Thì nó sẽ hết đâu. Sẽ tắt cái đó đâu thôi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.